Xin chào mọi người và nhất là các em trai, em gái tuổi Tân Dậu sinh năm 1981. Đây là video clip Anh Ba Tử Vi chia sẻ với mọi người về cái tử vi cũng như là vận hạn 6 tháng cuối năm kỷ hợi 2019 đối với tuổi Tân Dậu sinh năm 1981. Có thể nói là người tuổi Tân Dậu đơn giản như mình đã chia sẻ từ đầu năm, đó là những người tuổi Tỵ, Dậu, Sửu, ba tuổi này sẽ rơi vào tam tai, và năm nay người Tân Dậu cũng không tránh khỏi là mình rơi vào cái năm tam tai. Cho nên là từ đầu năm đến bây giờ, với cái tháng tương đối không tốt đẹp về cái địa chi, cho nên là tạo cho mọi người tuổi Tân Dậu có được một cái khởi đầu của năm. 6 tháng đầu năm mình đã chia sẻ rồi, nó có những cái trục trặc tuy không lớn nhưng mà nó cũng làm cho người Tân Dậu đau đầu. Phải nói là trong tử vi đó mà có thể nói là người tuổi Dậu á, thì là vốn dĩ là những người không có tốt số, thường là những người sống sẽ cực thân, lam lũ, và gọi là người ta nói là lân đân lợn đận, khó có tụ tài. Tại vì mình nói thật sự ra, nói là người Tân Dậu đặc biệt là nữ mạng có nhiều cái không hay lắm về các cái như là về gia đạo, về cuộc sống cực nhọc hơn mọi người. Có thể nói tóm tắt lại như vậy, người Tân Dậu nam hay nữ mạng gì cũng thế, là những người không được số, không được tốt, nói chung là số xấu đó, chứ không phải là nó giảm, nó nhẹ là không được tốt. Thì có một số tháng sinh đó, thì như là vào tháng hợp, ngày hợp thì mọi người có được nữ mạng thì có được ông chồng khá ok, còn nam mạng thì mình phần đông, mình nói thật sự luôn, phải nói là 90% các anh bạn tuổi Tân Dậu này là đều là người khổ. Tình duyên thì khó đặng lên đinh, nếu mà tình duyên đặng thì làm đầu tắt mặt tối. Đó là một cái người rất là thiếu cái người Tân Dậu. Mình cũng đã nói chia sẻ ở những cái clip mà trọn đời rồi, thì hơi thiếu kiên nhẫn, cho nên là không có được ok cho lắm. Phải nói là cái thế hệ 8x đời đầu, người như là Tân Dậu, Nhâm Tuất, Quý Hợi, thì Tân Dậu là do có mệnh Long Vũ, cho nên là có cái vẻ bề ngoài khá là trau chuốt, dù là khổ có mấy cũng trau chuốt bề ngoài lắm. Thôi mình không lan man nữa, mình sẽ trở lại với cái vận trình 6 tháng cuối năm đối với người tuổi Tân Dậu. Thì mình đã làm tới cái vận hạn 6 tháng đầu năm rồi, bây giờ mình chỉ kết hợp từ tháng 7 đến tháng 12 thôi. Thì tháng 7 âm lịch của năm kỷ hợi 2019 là tháng Nhâm Thân. Như vậy tháng Nhâm Thân thì là tháng Kim, cho nên với xét về trụ mạng á, là Kim khắc mộc, bản mệnh khắc tháng, bổn mạng gặp không tốt, cẩn thận về sức khỏe. Đó là xét về trụ mệnh. Mà khi mà Kim của tháng khắc mộc á, thì các phúc tinh và tài tinh vì thế nó cũng không có tốt đẹp. Nữ mạng của cái người tuổi Tân Dậu tuy vào tam tai nhưng có sao Mộc Đức chiếu mạng, sao chủ Mộc Đức chiếu mạng, cho nên là về tiền tài và may mắn cũng không có thiếu đâu. Chỉ có nam mạng là sao Thủy Diệu chiếu mạng thì sẽ dễ khó chuyện buồn phiền, đặc biệt là kết hợp với tang môn đi ở hạn sẽ có cái tang trong cái gia đạo của mình. Rồi thiên can của tháng 7 là Tân của các bạn gặp chữ Nhâm thì là không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ, cho nên là không có việc gì xảy ra nhiều ở trong công việc, không có cái xấu xảy đến ở công việc đang làm. Tuy nhiên là Tân thuộc Kim, Nhâm thì thuộc Thủy, cho nên là thuộc bị sinh xuất, Kim sinh Thủy, cho nên là sinh xuất về nạp âm ngũ hành có thể nói là sẽ có hao tài nhưng không quá lớn, hoặc là có chủ đích. Địa chi Thân Dậu tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không có tương khác nhau, cho nên có thể nói là gia đạo tốt đẹp. Đặc biệt của cái tháng 7 này là 7 âm lịch đó, theo Phật giáo, theo thuyết Phật giáo, nó là tháng xóa tội vong nhân, tháng cô hồn, cho nên là mình có thể nói là âm thịnh dương suy. Gặp cái bản mệnh là kim khắc mộc với cái sao thủy diệu chiếu mạng thì các anh trai, các em trai tuổi Tân Dậu nhớ cẩn thận ha, coi chừng bổn mạng mình bị nguy nan. Rồi tiếp đến đó là tháng 8. Tháng 8 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019, tức là tháng Quý Dậu. Tiếp tục là một tháng kim. Như vậy kim khắc mộc, bản mệnh bị tháng khắc, bổn mạng gặp không tốt, cẩn thận đề phòng sức khỏe và tai nạn. Thiên can Tân với Quý thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ, cho nên là công việc cũng không có quả rầy rà rối rắm gì đâu. Nhưng mà địa chi là Dậu gặp Dậu, là người ta gọi là năm sinh tháng tuổi, bản mệnh đã bị khắc rồi thì phúc tinh và tài tinh sẽ không có tác dụng đâu, cho nên là gặp tháng tuổi nữa thì báo hiệu rằng là gia đạo sẽ có xào xáo, khó có tránh khỏi yên vui. Và không những thế còn có thể là có tai tiếng xảy đến với mình, vì đây là năm tam tai dù là năm đầu. Các bạn nữ cũng vậy thôi, công việc không có vấn đề nhưng mà coi chừng tai tiếng ha. Rồi tiếp đến là tháng 9 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019. Tháng 9 âm lịch là tháng Giáp Túc. Như vậy tháng Giáp Túc là hỏa. Xét về mệnh là mộc sinh hỏa, bổn mạng bị sinh sức, sức khỏe yếu, cẩn trọng cái bổn mạng của mình. Hãy nên nhớ là khi mà bổn mạng bị sinh xuất thì phúc tinh và tài tinh không bị che đi nhưng cũng yếu, bị mờ. Bị mờ thì không có tác dụng nhiều đến cái bổn mạng của mình đâu, cho nên là đừng mong chờ chuyện tốt đẹp ở trong tháng mà bị bổn mạng bị sinh xuất. Thiên can thì Tân với Giáp không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ. Tiếp tục là một tháng công việc không có vấn đề, có đi nữa thì cũng có vấn đề nhỏ thôi, tại vì là chữ Tân nó thuộc kim, chữ Giáp thuộc mộc, cho nên là nam âm ngũ hành của nó có tương xung, kim khắc mộc, cho nên là cũng có nhưng mà cũng không có quá lớn lao. Rồi tiếp đến đó là địa chi Túc với Dậu. Túc Dậu là thuộc nhóm tự hợp tương hại. Ý nghĩa của tương hại là sự cản trở nhau trong cuộc sống, cho nên là gia đạo cũng tiếp tục có chút vấn đề, chắc cũng không quá lớn. Nói chung là giữa nè lục xung rồi mới tới thương hại rồi mới tới tự hình, cho nên là tương hại nằm giữa, cho nên là hy vọng nó cũng nhẹ nhàng chứ nếu không là mệt mỏi ra ha. Tháng 10, tiếp đến là tháng 10 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019 là tháng Ất Hợi. Tháng Ất Hợi tiếp tục là một tháng hỏa. Như vậy mệnh cũng giống như tháng 9 là mộc sinh hỏa, bổn mạng bị sinh xuất, sức khỏe yếu, cần cẩn trọng. 2 tháng bị sinh xuất liên tiếp, bổn mạng mình khá là lung lay, cho nên là đặc biệt là phúc tinh bị che luôn, phúc tinh nó sẽ bị yếu quá không thấy được. Chính vì vậy kết hợp với thiên can chữ Tân của Tân Dậu khắc chữ Ất của Ất Hợi, đã thiên can khắc tháng, công việc gặp nhiều điều bất lợi không vui, cố mà nhịn nhục để mà vượt qua. Địa chi Hợi Dậu thì tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không có tương hợp, cho nên là các mối quan hệ và cuộc sống gia đạo không có nhiều biến động ha. Rồi tiếp đến đó là tháng 11 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019. Tháng này là tháng Bính Tý. Tháng Bính Tý thì có những cái hay nào sau đây. Đặc biệt là tháng Bính Tý là thuộc thủy, cho nên là xét về mệnh là thủy sinh mộc, bản mệnh được tương sinh, tốt cho sức khỏe và bổn mệnh. Khi mà bản mệnh được tương sinh thì phúc tinh và tài tinh ở trong mạng của mình sẽ phát huy một cách tối đa. Kết hợp với cái thiên can chữ Bính của tháng hợp với chữ Tân, đây là cái thiên can thuộc ngũ hợp, công việc dễ sinh tài lộc và các cái công việc nó ok. Như vậy rõ ràng là thấy là thấy em rồi ha, và tháng Tý mới có 2 cái là thấy em rồi. Tuy nhiên địa chi thì Tý gặp Dậu là Tý Ngọ Mẹo Dậu, nằm trong tứ hành xung. Tuy nhiên là nó xa nhau, Tý với Dậu nó xa nhau, cho nên là cái sự xung khắc nó không quá lớn. Gia đình mà nếu có gặp chuyện không vui đi nữa thì cũng không phải là chuyện quá to tát gì, cho nên có thể nói là tốt đẹp. Rõ ràng là tháng 11 tốt đẹp thẳng lên ở phần cả bổn mạng và công việc. Khi mà bổn mạng được tương sinh thì phúc tinh nó sẽ sáng, mà nó kết hợp với thiên can như thế này thì mình nghĩ rằng là các các bạn tuổi Tân Dậu nữ mạng sẽ có tiền tài nhiều, dễ hanh thông trong tiền tài, vui vẻ, gặp chuyện vui vẻ trong công việc. Rồi tháng cuối cùng của năm Kỷ Hợi 2019 tức là tháng Đinh Sửu, tháng Chạp. Tháng Đinh Sửu thì cũng giống như tháng Bính Tý, là một tháng thủy, cho nên xét về trụ mệnh là được thủy sinh mộc, bổn mạng, sức khỏe tốt, ok, rất là đẹp. Tuy nhiên thiên can không tốt đẹp như là tháng Bính Tý. Đây là tháng tư khắc. Vì sao? Vì chữ Đinh của Đinh Sửu khắc chữ Tân của Tân Dậu. Tháng khắc thiên can, công việc tài lộc nhiều biến động xấu, cẩn trọng vướng kiện thương, đặc biệt là các anh nam, với cái sao Thủy Diệu chiếu mạng. Như vậy là tới cuối tháng cuối cùng của năm rồi mình cũng còn gặp cái trục trặc xấu theo cái tử vi. Phần địa chi, Sửu gặp Dậu là thuộc nhóm tam hợp, tỵ Dậu Sửu, là dấu hiệu của nhiều may mắn, không chỉ cho gia đạo mà còn có thể cho cả công việc nữa. Như vậy thì mình có tam hợp của địa chi. Hy vọng với tam hợp của địa chi này mình phần nào khắc chế đi cái sự khó khăn biến động của cái thiên can tư khắc Đinh khắc Tân, và nhờ luôn cả cái việc mà bổn mạng mình được tương sinh thì các phúc tinh và tài tinh buộc sáng, đem đến nhiều cái may mắn, nhiều cái tài lộc để mà khỏa lấp cái chuyện Đinh khắc Tân khó khăn ở trong công việc một chút này. Như vậy thì mình đã chia sẻ xong cái vận hạn 6 tháng cuối năm Kỷ Hợi 2019 đối với tất cả nam cũng như nữ mạng tuổi Tân Dậu sinh năm 1981. Có nhiều điều tích cực ở trong cuộc sống gia đạo, tuy nhiên cũng có vài tháng là không tốt cho sức khỏe, cho nên là các bạn nhớ cẩn thận. Gộp chung năm hết thì năm nay vẫn là năm mộc. Đối với người mệnh mộc thì bổn mạng có gặp xấu đi nữa thì chỉ bị suy yếu chứ không nguy nan, không đến mức mà phải vong mạng, cho nên là yên tâm. Phần gia đạo thì chắc chắn là sẽ có xào xáo hoặc là không tốt đẹp, vì dù sao đi nữa đây là năm bắt đầu tam tai, tuy là chưa phải năm nặng. Năm tỵ Dậu Sửu tức là năm đầu của người tuổi tỵ chịu nặng, năm giữa của người tuổi Dậu tức là năm sau đó, năm canh tí thì những người tuổi Dậu mới chịu nặng, và năm cuối cùng là của những người tuổi Sửu. Năm Tân Sửu thì sẽ gặp lại những người tuổi Sửu sẽ gặp khó khăn, cho nên là tuy là năm nó mới là năm khởi đầu thôi, nhưng mà dĩ nhiên rồi, cái gì nó cũng có là cái ấy chứ đâu có một bước nó nhảy tẩm xuống cái xấu liền đâu, cho nên là nó phải rìa tới nhiều khi đây là những năm nó sẽ tạo ra những cái áp lực, những cái như thiếu nợ thiếu nần, rồi tới năm kia mình mới tới cái năm mà năm Tí mình mới hoàn toàn khó khăn và buồn phiền. Thôi thì tránh do chẳng xấu mặt nào, mình biết rằng đây là năm tam tai thì mình phòng tránh nhiều điều, dù rằng sao chủ của nữ mạng rất tốt đẹp, mình cũng nên thu vén mọi chuyện, đừng quá cương ở trong những cái tháng cuối năm này mà để kéo theo cái hậu quả qua năm tới không tốt đẹp. Hy vọng những cái thông tin mình vừa thống kê và chia sẻ với mọi người sẽ giúp ích mọi người có được những cái dự định, những cái tính toán mà cho cái cuộc sống đường dài nó tốt đẹp. Ai xem video thấy hay xin nhớ bấm like và chia sẻ cái video này cho nhiều người được biết mà ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh Anh Ba Tử Vi xin nhớ bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những cái tử vi phong thủy khác, có thể là về tuổi của bạn bè, người thân hay là chính của các bạn. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.